Trong chiều nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là một trong số những trường đại học ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo hơn 52.000 cử nhân và gần 2.000 thạc sĩ ở nhiều chuyên ngành, đóng góp vào sự phát triển của ngành giáo dục nước nhà. Trường cũng đã xây dựng và ngày càng hoàn thiện hệ thống giáo trình, bài giảng, trang thiết bị, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu đào tạo và tạo tiền đề cho sự phát triển của trường trong tương lai. Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những kết quả đạt được trong quá trình phát triển của trường trong 20 năm qua. Chủ tịch nước cho biết, Đảng và Nhà nước đã xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm đổi mới toàn diện hệ thống giáo dục là một trong những khâu đột phá để phát triển đất nước nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chủ tịch nước cho rằng, dựa trên những kết quả đã đạt được, lãnh đạo, giảng viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cần phải tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính chủ động sáng tạo của sinh viên, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, áp dụng công nghệ dạy và học tiên tiến, hiện đại để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo một cách toàn diện, cả đức, trí, thể, mỹ, phấn đấu trở thành một trường có uy tín cao trong hệ thống các trường đại học của đất nước và trong khu vực Đông Nam Á. Chủ tịch nước khẳng định, xã hội hóa dịch vụ công nói chung để khai thác các nguồn lực, tiềm năng, trong đó có lĩnh vực giáo dục là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do đó, thành công của những mô hình trường ngoài công lập trong những năm gần đây đã khẳng định sự đúng đắn của chủ trương xã hội hóa. Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan cần nghiên cứu, tổng kết các mô hình thành công của những trường ngoài công lập, sớm rút kinh nghiệm để đẩy nhanh và thực hiện có kết quả chủ trương xã hội hóa giáo dục và đào tạo đúng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.